Cảnh, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review game Đại Hiệp Pew Pew. Game rất là hot. Và hôm nay mình sẽ review mang tính năng 5 trong game Đại Hiệp Pew Pew. Thì như các bạn đã biết, muốn qua được tính năng 5 này thì rất là khó. Phải cần những kỹ năng né tránh và cộng thêm chút may mắn. Ngoài ra mình có thể sẽ giúp các bạn qua màn tính năng 5 một cách rất là dễ dàng. Thường thì màn 1 và màn 2 và màn 3 thì rất là dễ, chỉ cần các bạn né được cả skill của bot như là ai này, các bạn để thì thường bot sẽ phóng ra những đường 5 tia. Và 5 tia này nó sẽ dí theo mình. Mình chỉ cần làng lách một xí là có thể qua được. Lưu ý một chút đặc biệt này. Nếu các bạn muốn ít 2 đam thì các bạn nhấp màn hình phím di chuyển lên xuống như mình đây. Các bạn để ý xem. Đấy, mình chỉ cần di chuyển và di chuyển. Các bạn hãy sử dụng thanh thảo kiểu combo này thì sẽ giúp các bạn qua ải rất là nhanh. Như con bot này, các bạn để ý mà xem, nó sẽ phóng ra một tia, sau đó nó sẽ bay đến gần chúng ta, quạt bay đến bắn đấy nè, rồi tiếp theo bay lên nè, và nó sẽ bắn đấy. Các bạn để ý mà xem. Thì cách né skill con bot này rất là đơn giản, chỉ cần tập trung một xí là có thể né được. Đấy mày à con. Thì đây mình sẽ chọn combo double đi ải, cần cộng thêm một chút may mắn nữa các bạn nhé. Đối với combo này, các bạn hãy để ý, lúc đầu nó sẽ phóng độc, các bạn chỉ cần né qua một bên đấy, xong rồi nó sẽ nhảy đến đấy, chỉ cần né qua. Các bạn để ý, khi nó sẽ phóng, nó sẽ ngừng một 5 giây thì để định hướng cái vị trí của chúng ta. Chúng ta chỉ cần để ý kỹ là nó sẽ để ý vị trí chúng ta, và chúng ta nhích lên một xí, cày thẳng lên đó như mình đây, thì con bọn này sẽ rất là dễ dàng qua. Đây mình chọn phục sinh. Rất hên là mình đi ải hôm nay mình gặp rất là nhiều may mắn, gặp được skill đôi và phục sinh. Đối với con bọn này cực kỳ đơn giản, chỉ cần đấy, nó thả xuống chúng ta nè, nó phóng kiếm chúng ta nè qua bên, đi qua bên đấy đó, và sử dụng combo tuyệt kỹ đó là di chuyển phím nhấp lên nhấp xuống, nhấp lên nhấp xuống. Các bạn để kỳ này, nhấp lên nhấp xuống, nhấp lên và lên đấy, thì đám sẽ rất là mạnh. Nó có thể x2 đam, x3 đam tùy theo kỹ năng của cá nhân. Đối với con bot này thì nẻ cực kỳ rất là đơn giản, chỉ cần nhìn thấy những đường tia lách qua và lách về đấy. Đấy các bạn nhìn thấy mình dùng combo chưa, lên đấy, rất là dễ dàng đối với con bot này. Và đây mình lại gặp được skill đó là tăng tốc độ tấn công. Thường thì tốc độ tấn công này sẽ phụ thuộc vào đám chính của chúng ta và nó sẽ nhấn theo phần trăm của chúng ta. Đối với con bot này thì chúng ta chỉ cần đứng ở cuối màn hình. Đấy các bạn thấy không, khi nó phóng skill đây, các bạn coi lại này, khi nó, các bạn thấy không? Đấy nó phóng skill, mình né theo cái hướng của ngược chiều kim đồng hồ đấy. Đấy đó, các bạn để kỳ mà xem, rồi nó sẽ phóng ra pin holo. Đây là con bot mà khó nhất của màn 7.
Con bọ này cực kỳ khó ăn. Nhưng mà mèo để qua được con bọ này, các bạn để kỹ mình đi mà xem. Mình đứng gần con bọ, sau đó nó quay hướng mình lặn qua một góc khác và mình đứng rất là xa. Sau khi nó phun chiêu, mình sẽ tiến tới gần con bọ. Đấy, mình đứng xa một khoảng cách đó, nó phóng mình sẽ lùi lùi về sau. Đó. Và cứ thế lặp lại vòng tuần hoàn đó thì các bạn sẽ qua được. Còn thêm chút may mắn là ra được double và skill nhảy tới liên tục. Các bạn nhớ là mình sử dụng thêm combo tuyệt kỹ, đó là di chuyển phím như trong video của mình đây. Đấy, combo này rất có rất dễ dàng, chỉ cần được kiếm 50 đến 60k là có thể qua rồi. Còn lại những con bọt này thì quá dễ cho những bạn nào mà chưa gặp bọt cuối. Đối với con bọt này thì mình né cực kỳ đơn giản dàng. Nhưng mà có một cái là nó chặn lại như cái giá xua, rất là bực mình. Đấy, các bạn đi mà xem. Chỉ cần né rất là đơn giản. Qua được con bọt 7 thì chúng ta có thể qua được màng 10 của ai tin anh năm. Đấy. Combo Yasuo đã nhập vào con bot này. Yasuo thân thành. Ấy chà, ấy da, ấy da, ấy da, ấy da, ấy da. Các bạn thấy không? Yasuo thân thành. Các bạn để ý mình dùng combo di chuyển là mình đứng đối diện bot và sẽ nhích 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 lên liên tục, đi lên đi lên đi lên liên tục đó, thì nó sẽ gây ra được x2 đam, x3 đam và tốc độ đánh của nó sẽ rất là nhanh. Và đây là con bọt cuối đấy, con bọt cuối dành cho các bạn nào chưa qua được và muốn nhìn thấy được con bọt cuối này. Skill nó rất là khó chịu nhé. Đây. Kiếm bay rồi bắt đầu nó sẽ quăng ra mình nẻ một góc, rồi mình sẽ làm qua một bên để nẻ một góc nữa. Đây. Màn này mình hơi bị cùi, nẻ hơi cùi nên mình có hồi sinh. Đấy. Nên cũng khá may mắn khi qua được màn này cộng với khả năng của mình. Chúc các bạn xem game vui vẻ. Nhớ like và đăng ký ủng hộ mình nhé, để xem những video hấp dẫn hơn. Xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn trong video lần kế tiếp.